Vừa qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình sản xuất sạch hơn, sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2016-2020. Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, trong giai đoạn 2016-2020, chương trình khuyến công của thành phố đã tổ chức gần 300 lớp truyền nghề, nhân kế nghề cho gần 10.000 lao động, trên 70 lớp tập huấn nâng cao quản lý doanh nghiệp cho 7.200 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý, 18 hội nghị tuyên truyền giới thiệu văn bản chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển nghề cho 1.800 lượt cán bộ, tổ chức 5 hội chợ chuyên ngành với tổng số trên 3.200 gian hàng với giá trị giao dịch ước đạt gần 30 triệu đô la Mỹ. Chương trình tiết kiệm năng lượng hiệu quả đã tổ chức trên 1.300 lớp tập huấn, công nhận 14.200 hộ gia đình sử dụng tiết kiệm năng lượng tiêu biểu, xây dựng website www.congnghiepchuluc-hanoi.gov.vn và hàng nghìn tin bài, ấn phẩm, bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể phù hợp với mục đích tuyên truyền và nội dung triển khai. Với các chương trình trong giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương Hà Nội phấn đấu sẽ hỗ trợ trên 10.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được hưởng lợi từ chương trình khuyến công, tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng trưởng từ 5 đến 8% một năm, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 đến 7% tổng tiêu thụ năng lượng, đảm bảo 100% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định, phấn đấu giảm 5 đến 8% mức tiêu hao nhiên nguyên vật liệu và sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường. Khoảng 180 sản phẩm của 120 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố.